Để sự sống tồn tại, cần có 5 đơn vị thông tin của DNA và RNA. Những đơn vị này được gọi là nucleobase và rất cần thiết cho mọi sinh vật tồn tại trên trái đất. Các nhà thiên văn học đã nghiên cứu nhiều thiên thạch khác nhau, các mảnh nhỏ từ các tiểu hành tinh rơi xuống trái đất và cho đến nay, họ chỉ tìm thấy 3 trong số 5 hạt nhân này. Và rất bối rối không biết tại sao. Guanin, adenin và uraso đã được tìm thấy trong các mẫu thiên thạch trước đây, nhưng những chất khó nắm bắt hơn được gọi là cytosine và thymine không bao giờ được tìm thấy trong các mẫu này. Các thí nghiệm nghiên cứu khác nhau cho thấy rằng tất cả 5 hợp chất có thể được tổng hợp trong môi trường ngoài trái đất, do đó, đó là một câu hỏi mở tại sao 2 hợp chất này lại bị mất tích. Một nhóm quốc tế bao gồm các nhà nghiên cứu từ NASA cuối cùng đã tìm thấy 2 hợp chất còn thiếu này trong thiên thạch Murchison, được tìm thấy ở Úc vào năm 1969. Nhóm nghiên cứu cho rằng lý do mà 2 hợp chất này bị mất tích trong dữ liệu trước đó là do kỹ thuật khai thác. Cả cytosine và thymine đều có cấu trúc tinh vi và trong quá trình tổng hợp, bao gồm việc xử lý mẫu thiên thạch trong bể axit formic nóng, có khả năng phá hủy các đơn vị tinh vi này. Điều này được thực hiện để các phân tử từ thiên thạch đi vào dung dịch và sau đó dung dịch đó được phân tích để kiểm tra xem có những thành phần nào trong thiên thạch hay không. Nhóm này đã tiến hành phân tích của họ theo một cách hơi khác bằng cách sử dụng nước mát để chiết xuất các hợp chất. Đây là lý do mà họ tìm thấy dấu vết của các hợp chất mỏng manh hơn. Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng mặc dù đây là một khám phá đáng kinh ngạc và phát hiện của họ được công bố trên tạp chí Nature Communication, nhưng vẫn chưa đủ để chứng minh rằng một thiên thạch hoặc một tiểu hành tinh đã mang lại sự sống cho trái đất. Việc phát hiện ra 5 hợp chất này là một dấu hiệu to lớn cho thấy sự tiến bộ trong việc hiểu biết về sinh học trong không gian. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.